Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Gia Kiệm và ngày hôm nay tôi sẽ đưa quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng đến khám phá làng hoa tại khu vực Gia Kiệm và đặc biệt là các giáo xứ như là Phúc Nhạc, Gia Yên. Bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo chân kênh Đồng Nai Quê Tôi, chúng ta sẽ cùng khám phá làng hoa này nhé. Họ tưới cây, họ lấy nước ở dưới sông này. Dạ đúng rồi. Và ngay cổng đi vào khu vực nhà họ trồng hoa, quý vị, ở đây có hoa sao nhái nè. Lúc này thì tôi quan sát thấy là có một số người đã mặc áo dài và đến đây chụp hình. Ở đây là khu vực trồng hoa màu gà nè quý vị. Ngày hôm nay là ngày 17 âm lịch và như vậy là chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa thì sẽ đến Tết Nguyên Đán. Khu vực này một số cái hoa giống như hoa dừa này quý vị. Rất là nhiều màu sắc. Đây là những bông hoa màu hồng, màu đỏ. Ở đây là màu của bông hoa, nó kết hợp giữa màu trắng với màu đỏ, có những cái gân gân. Ở khu vực này thì trồng hoa Calimero cũng như là hoa cúc. Lúc này quý vị các bạn thấy là hoa cúc bắt đầu bung và ngày 20 âm lịch thì họ sẽ di chuyển đến các cái khu vực bán hoa để bán hoa Tết đó quý vị. Nếu quý vị các bạn muốn quay phim thì chúng ta đến vào ngày hôm nay 17, 18, 19, 20 là ngày đẹp nhất chúng ta có thể quay phim. Chứ không hoa nó sẽ chuyển đi thì sẽ quay phim như chụp hình không đẹp. Khu vực hoa cúc. Để ra được những bông hoa đẹp như thế này thì quý vị, họ chăm sóc rất là cực. Hoa này thì trung bình khoảng 4 tháng đến 5 tháng thì mới ra hoa đều và bự. Khu vực này là khu vực cúc Vạn Thọ này quý vị. Cúc Vạn Thọ thì lúc này hoa bắt đầu mới bung thôi. Dọc theo khu vực giáo xứ Phúc Nhạc, họ trồng hoa rất là nhiều. Lát nữa tôi sẽ bay live cam cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây được xem là làng hoa mới tại Đồng Nai và là khu vực trồng hoa lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai hiện nay. Đây, khu vực này thì các bạn thấy là những bông hoa bắt đầu nở bung bự như thế này rồi nè. Hoa cúc này thì rất là bền, để được rất là lâu. Hoa năm nay có đắt hơn mọi năm không anh? Giá nó vẫn bình ổn vậy anh ơi. À, giá vẫn bình ổn rồi cơ. Trung bình thì một cặp này là bao nhiêu tiền anh? Nếu mà nhà vườn ra thì nằm khoảng 900 tới 1 triệu. À. Thì người ta sẽ bên ra mắc hơn một xíu.
Cái này khổ là khoảng 1 mét anh hả? Cái này khổ 80. À 80. Và đang tính một cặp ấy, một cặp là giá 900 1 triệu. À. Khu mình trồng hoa rất là nhiều. Sắp tới đây chắc làm làng hoa cho người ta du lịch luôn cũng được á. Ông từ xưa giờ phải mười mấy năm nay rồi là khu mình là trồng rất là nhiều hoa. À. Giống như là nhiều nơi khác người ta gọi cái này gọi là phố hoa luôn mà. Phố hoa, sắp tới mình làm làng hoa luôn cũng được anh. Giống như ở Sa Đéc, Đồng Tháp có làng hoa đó. Thì ở dưới Đồng Nai mình cũng có làng hoa như vậy nè. À. Từ dọc quốc lộ 20, từ dầu dây về đây là trồng rất là nhiều. Đúng rồi, có đi tham quan dọc theo cái khu vực này rất là nhiều khu vực trồng hoa, đặc biệt là gia kiệm mình. Chủ yếu là gia kiệm mình trồng là cũng nhiều lắm. Cái này là mình người ta đặt hết rồi anh à? Vâng, mình làm theo cái số lượng người đặt thôi. À. Cái cúc thọ này thì khoảng tuần nữa là nó nở bung hết rồi anh à? Khoảng một tuần nữa là nó sẽ bung hết. Thì người ta cũng chuẩn bị người ta bán rồi. Cái này chắc mấy ngày nữa sẽ chuyển đi hết anh à? Làm khoảng ngày 25 là hết vườn á. Dạ. Còn từ ngày mai là bắt đầu người ta chuyển à? Từ ngày mai là xe sẽ tới. Tương lai sẽ về lấy ngoài đi. Mọi năm thời tiết nó thuận lợi. Thì làm nó ngày nó vẫn đẹp hơn. Thời tiết nghe chủ vườn nói là thời tiết ở năm nay nó không có được thuận lợi cho nên là hoa nó không bung bự như mọi năm đúng không? Đúng rồi. Năm nay thời tiết nó mưa nhiều. Mưa mà tới giờ này vẫn đang còn mưa. Nhưng vườn hoa nó không có đạt chất lượng như được mọi năm. Để được những bông hoa này thì cái công chăm sóc rất là cực. Một trồng hoa này mình làm ra thành phẩm như vậy từ lúc cây xuống tới bây giờ là nó tới 3 tháng rưỡi. Cực quá ha. Đây là những bông hoa cúc bắt đầu là bung bự này quý vị. Đây là những bông hoa chậu quý vị. Đây loại cúc này, cúc thọ này cũng đẹp rồi quý vị. Đây là quý vị, chúng ta đi dọc theo cái đường hướng lên giáo xứ Phúc Nhạc, họ trồng hoa rất là nhiều. Những bông hoa sao nhái.
Đặc trưng ở khu Gia Kiệm là đa số là hoa cúc nhiều lắm quý vị, hoa cúc và hoa màu gà. Đây khu vực trồng hoa cúc bạt ngàn luôn này quý vị. Lúc này là khoảng 8 giờ buổi sáng, họ đang tưới cây. Hôm nay là khoảng 8 giờ sáng, bây giờ họ đang là tưới bông cúc. Vườn này họ sử dụng tưới bằng hệ thống tưới hiện đại luôn mình. Và trong đây giống như quý vị các bạn, chúng ta lạc vào thiên đường của hoa vậy. Đây những bông hoa đầy đủ màu sắc. Ở bên đây là dọc bên đây là những cái vườn bông cúc. Đây, quý vị nhìn đây. À cúc ở trong đó là 21, 22 là bốc trước rồi nè. À cúc vàng này là bốc thứ 20, 21, 22. Hoa năm nay có đắt hơn mọi năm không ạ? Trùng nhích hơn tí ạ. Dạ. Tới năm nay người làm cũng đắt lắm. Nên nhìn lên đường tí chẳng bao nhiêu thay. Năm ngoái bán 3 rồi, cặp chục năm thì năm bán được 36, 37. Ra ngoài thì họ bán sẽ giá cao hơn. Thì nhớ trùng này tùy theo chỗ. Dạ. Mình không nói được. Nhiều khi nó mua mình mấy 300 mấy vài trăm này, nó bán 500-700 mình không biết được. Có. Dạ. Ví dụ nó về xe hay về gần. Quý vị nào các bạn muốn mua hoa thì chúng ta ghé đến khu vực thuộc giáo xứ Phúc Nhạc. Ngay chỗ đằng sau giáo xứ Phúc Nhạc, chúng ta đi thẳng xuống sẽ đến cái làng hoa này. Lượng xe ba gác đang di chuyển vào trong làng hoa cũng nhiều quý vị. Này thì họ đang chuẩn bị chuyển hoa dần dần ra ngoài khu vực các cái đầu mối họ đặt hoa.
Hoa này tầm bao nhiêu tiền một cặp cô? 350. Mà cái này người ta đặt hết trước rồi hay mình tới đây mua còn được, còn mua được không cô? À. Mấy cái hoa treo này cũng mua hết rồi cô hả? Hoa treo này bao nhiêu tiền một cặp cô? Quý vị thấy là chúng ta đang đi lạc vào trong một vườn hoa, và hoa cúc ở đây đang nở bung rất là đẹp quý vị nè. Những bông hoa này khoảng một tuần nữa sẽ nở bung đều hết luôn. Mới lấy được một cái này rồi. Bỏ mấy cái bông nhỏ bên cạnh. Thực sự có thuê người làm những cái này thấy không? Có thuê người làm quá trời. Xanh mướt luôn. Này mình làm cái suối dọc đây trồng nó lên tốt quá ha. Tới mùa nó xuống nó cắt trần da xuống cắt hết chú hả? Vài ngày nữa là nó cắt.
Vườn hoa tiếp theo tại khu vực Gia Kiệm là vườn hoa gần khu ngã ba Dầu Dây. Đây là một vườn hoa rất là lớn. Những hoa ở đây quý vị họ đã đặt trước hết rồi và ta đến đây mua thì cũng sẽ không có vì chủ vựa họ đã đặt và đến ngày 20 âm lịch họ sẽ đến cho xe tới chợ. Đây là những bông hoa Calimero rất là đẹp và rất là lớn. Một chậu như thế này khoảng 60 đến 70 cm quý vị. Những bông hoa Calimero đủ màu sắc. Còn đây là cúc vạn thọ. Đây là những bông cúc mà quý vị các bạn chúng ta vừa tham quan ở khu Phúc Nhạc cũng như là Gia Yên. Một khu trồng hoa rất là lớn đúng không quý vị? Là khu vực Gia Kiệm được xem là làng hoa mới của Việt Nam. Khu vực này được trồng rất là nhiều loại hoa. Thay vì mọi năm chỉ trồng bông cúc là nhiều, tuy nhiên năm nay có thêm những loại hoa mới như là hoa dừa và hoa Calimero đây cũng trồng được. Thời tiết tại khu vực Gia Kiệm cũng rất thuận lợi để trồng các loại hoa. Trời không nóng cũng như là không quá lạnh để chúng ta trồng các loại hoa như là hoa cúc thì rất là phù hợp. Đây là những bông hoa Calimero đang khoe sắc. Loại hoa này thì để rất là bền quý vị, chúng ta để có thể được một tháng. Hứa hẹn năm nay Đồng Nai cũng như là cả nước các loại hoa sẽ khoe sắc đủ màu. Phía dưới này là chậu nhỏ hơn quý vị. Những cái chậu nhỏ hơn thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đây là hoa màu gà này. Tết đến thì mọi nhà hay trưng những bông hoa màu đỏ như là màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc.
này thì quý vị các bạn có thể thấy là họ đang chở những cái chậu hoa lên xe. Và đến đây tôi xin phép dừng video đây, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu quý vị các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý vị các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Nhân dịp chuẩn bị năm mới, kính chúc tất cả quý vị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe.